Vâng, chào các bạn. Tôi đang chuẩn bị một ca làm cho chị khách hàng này. Chị khách hàng này thì sau sinh cũng được 18 tháng rồi và đã khai sữa con rồi. Thế nhưng mà sau khi sinh xong thì ngực nó bị chảy xệ. Sau khi cai sữa xong cho con thì ngực nó bị chảy xệ và nó trông nó không được đẹp, nó nhão, trùng nhão. Thế thì với cái phương pháp treo xa trễ không là túi của thẩm mỹ viện Kanesa thì chúng tôi sẽ giúp cho chị cải thiện lại cái bộ ngực của chị, treo cho cao lên. Hôm nay khách đến thì với hai nội dung và khách muốn làm đó là cái đầu ti của chị rất là to dài, nó làm cho chị rất là tự ti xấu hổ. Thực tế thì chị cũng đã kể rằng chị rất là tự ti khi mà ở gần chồng, bởi vì nó rất là to thâm dài, thế là riêng cái đầu ti không, còn chưa kể là cả cái quần gú thì cũng thâm rồi, cả cái ngực thì nó sẹ xuống. Cái vòng một của chị nói chung là không được cái vật gì, phải làm lại hết. Thì đây tôi đang thiết kế để đưa lại cái kích thước chiều cao của cái núm núm ti này nó xuống thấp bằng mức tiêu chuẩn đó. Cái công tác này rất là tỉ mỉ các bạn nhé, rất là tỉ mỉ, đưa hạ cái chiều cao, tức là hạ ngắn cái chân ti xuống, đồng thời lại thu nhỏ lại cái đầu ti để cho nó nhỏ thôi, vì từ xưa các bạn ấy là cũng không bị to như thế này. Nhưng mà có thể là trong quá trình là sinh con thì con bú nó sẽ nhây và nó làm cho cái đầu ti nó phì đại ra. Cái thủ thuật này thì tính cả thời gian thiết kế, thời gian đo vẽ và quá trình thực hiện thì cũng, nếu mà thu cái đầu ti không như thế này thì cũng chỉ khoảng 60 phút là xong cả hai bên. Nhưng mà riêng treo xa trễ thì sẽ lâu hơn. Xa trễ thì bình quân là mỗi một bên cũng mất rơi vào khoảng hơn 60 phút một bên rồi. Nên là bởi vì làm xa trễ nó khá là lâu. Cộng với việc là cái công tác khâu thẩm mỹ, khâu rất là nhỏ là đẹp, để nó không có sẹo sau này, thì cái công tác khâu nó yêu cầu một thời gian tỉ mỉ rất là lâu đấy. Trong ca này thì tôi sẽ tiến hành làm cái đầu ti trước để cho bạn ấy cảm nhận được cái nét đẹp của cái ti nguyên bản ban đầu của bạn ấy. Thì sau khi mà thu cái đầu ti xong thì tôi sẽ tiếp tục đo vẽ và để làm cái phần xa trễ. Cũng có nhiều bạn cứ hỏi là thu cái đầu ti này thì có đau không? À, tất nhiên là các bạn hình dung như này, đứt tay còn đau đúng không ạ? Đứt tay nó cũng còn đau. Mà mình can thiệp vào cái đầu ti là nơi cũng khá là nhiều dây thần kinh, thì cái việc mà nó có cảm giác đau thì đương nhiên. Thế nhưng mà đau ở mức độ nào? Trước hết là khi mà đo vẽ thiết kế thì khách hàng sẽ chưa có cảm giác gì đâu ạ. Và khi mà bắt đầu đưa vào thực hiện thì chúng tôi sẽ đưa tê vào. Đưa bình quân vào một bên khoảng một xin anh nhỏ tê thôi là đã có tác dụng rồi. Và cái tê này thì nó sẽ có tác dụng trong thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ cơ ạ, nên là rất là thoải mái. Cái thứ hai là nó không đau như các bạn tưởng tượng. Sau khi mà làm xong về thì nhiều khách hàng phản ánh lại với tôi là nó cũng chỉ giấm giói trong 1-2 ngày đầu thôi. Nhấm rú tức là nó nhấm rất đau trong 1-2 ngày đầu thôi, chứ còn sau đó thì nó bình thường. Và cũng rất nhiều bạn đã đến đây và nói rằng là ôi tôi, em biết thế này thì em làm từ lâu rồi, em cứ sợ đau và em không dám làm. Em mà biết nó không đau, nó thoải mái như này thì em làm từ lâu rồi, bởi vì khi mà tôi đưa tê vào ấy, thì chỉ có 1-2 mũi tê vào là bạn ấy mất cảm giác của vùng 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 đầu ti rồi. Nên là bạn ấy tha hồ nói chuyện, nói cười thoải mái, cũng chẳng có cảm giác gì nữa. Đó, thì
Tại sao ta cứ phải giữ mãi cái đầu ti vừa thâm vừa to vừa dài vừa xấu cho nó đến tận những cái nhiều tháng nhiều năm sau nhỉ? Trong khi đó với thủ thuật này thì chỉ 30 phút là xong. Một bên, hai bên là 60 phút. Đó. Thì sau khi mà làm cái thủ thuật là thu nhỏ đầu ti này thì cùng với cả combo cho cái size trễ luôn ấy, thì các bạn sẽ kiêng cùng nhau luôn. Và các bạn nhớ rằng là khi mà tôi làm kích thước đo đủ chuẩn đủ tỷ lệ thì việc còn lại là chúng ta chỉ chăm sóc và giữ gìn. Thế thì nhiều khách hàng cũng chưa hiểu cái kiến thức về việc là chăm sóc, thì tôi cũng nói luôn là như thế này: sau khi mà làm các thủ thuật tiểu phẫu xong ấy, không riêng size trễ nhé, không riêng size trễ hay không riêng thì thu nhỏ cái đầu ti, mà bao gồm cả các cái tiểu phẫu khác, gồm như là làm đẹp vùng kín hay nâng mũi cắt mí, thì thông thường các bạn sẽ phải kiêng ít nhất là trong 10 ngày đầu đó, kiêng rau muống, kiêng thịt bò, kiêng xôi nếp, kiêng hải sản, tôm cua, nó sẽ bị kích ứng, kiêng thịt gà và nó sẽ làm cho các bạn bị ngứa. Và khi mà các bạn làm tiểu phẫu ở vùng ngực hay vùng kín thì các bạn sẽ phải kiêng cả cái việc là quan hệ vợ chồng nữa. Thì nếu như làm ở vùng xa trễ thì thông thường là từ 12 đến 14 ngày là sẽ cắt chỉ ở vùng xa trễ, đầu ti thì chỉ khoảng 10 ngày thôi. Và riêng vùng xa trễ thì các bạn nếu mà chỉ làm riêng vùng xa trễ không thì quan hệ vợ chồng các bạn cũng không phải kiêng, vì vì cái vùng đó các bạn chỉ kiêng là kiêng không sờ vùng này thôi này, đó, không sờ vào cái vùng tôi đang làm này thôi. Chứ còn nếu mà các bạn vẫn sinh hoạt vùng dưới được, đúng không ạ? Vùng này thì các bạn chỉ kiêng vùng này thôi. Đó. Thì khi mà làm xong ấy, các bạn sẽ hướng dẫn, sẽ có thuốc đầy đủ để các bạn uống chống nhiễm trùng, và sẽ trong quá trình sau khi làm xong về các bạn sẽ được hướng dẫn chăm sóc từng ngày để các bạn có một cái kết quả sau tiểu phẫu đẹp nhất. Về cơ bản thì chúng tôi không được phép quay quá cận cảnh các cái trường hợp làm như thế này, bởi vì trên thực tế là Facebook họ sẽ không cho, hoặc là ra YouTube họ cũng không cho phép quay quá là cận cảnh, vì như vậy là vi phạm chính sách của YouTube. Nhưng mà cũng qua đây tôi cũng nói về các cái bước để làm cái công tác này thì nó cũng không quá phức tạp, nên các bạn có thể là hình dung ra được. Đó, bước đầu tiên để mà làm cái đầu ti này thì trước hết là tôi, như tôi đang làm đây là đang đưa tê vào đây. Trước đó thì tôi đã làm về cái thu nhỏ và làm về thiết kế. Đó, trước đó thì tôi làm thiết kế và bây giờ tôi đưa tê vào, thì các bạn thấy không ạ? Khách hàng cũng không có cái phản ứng quá là đau đớn gì đâu, được thấy không ạ? Đó. Rất là bình thường phải không ạ? Sau khi cái đưa tê vào thì tôi sẽ tiến hành là cắt nhỏ và đồng thời là hạ thấp cái chiều cao của cái đầu ti xuống. Thì nó cũng chỉ bằng tương đương với hạt đỗ thôi, nếu như bạn có nhu cầu bằng hạt đỗ hoặc là bằng hạt nạc ta chẳng hạn, nếu như bạn thích bằng hạt nạc ta, thì tôi cũng sẽ trước khi mà đưa về kích thước theo tiêu chuẩn, tôi sẽ hỏi khách hàng là mình là thích tỷ lệ nó phải bao nhiêu, ví dụ thích về bé hơn nữa hay là to hơn nữa. Đó. Thì nhiều bạn thì cũng thích cái núm ti nó bé thôi, nó nhỏ nhỏ xinh xinh như là hạt đỗ thôi, hoặc là hạt nạc ta nhỏ nhỏ thôi, nó rất là xinh xắn. Đó, bây giờ là tôi đang bắt đầu cắt cái chân. Các bạn chờ một chút. Đó. Các bạn thấy không ạ? Khách hàng vẫn nói chuyện và rất thoải mái với chúng tôi, không hề có cảm giác đau gì cả. Rất là vui vẻ cùng với ekip làm. Vâng, cũng nói thêm là cái hàng này là khách hàng này cũng đã có được hai cháu rồi, nên là hôm nay không biết có định sinh nữa hay không thì không biết, nhưng mà vẫn quyết định để đi làm cái này. Và tôi cũng nói luôn là cái tiểu phẫu này khi mà làm treo sai trễ, thu đầu ti, thu quầng ti thì nó không ảnh hưởng gì đến tuyến sữa cả. Đặc biệt là cái đầu ti mà khi mà làm thì tôi
đảm bảo với các bạn là không bây giờ bị mất cảm giác cả nhé. Cảm giác của nó vẫn giữ nguyên, cảm giác vẫn giữ nguyên. Và sinh đẻ các bạn có thể là chữa thêm, đẻ thêm thì cũng không vấn đề gì cả, vẫn bình thường, và cải thiện được cái độ trùng nhão xa trễ của nó. Đó, cũng phải nói thêm là nhiều bạn gia đình cũng chồng con cũng rất là chán vì để cái vòng một nó xấu quá. Nhiều bạn còn nói luôn là em nhìn của em còn phát chán nữa là chồng em, nên là để muốn giữ hạnh phúc gia đình thì tôi khuyên các bạn là nên tân trang vòng một cho nó đẹp. Bây giờ thực ra nó cũng không phải là quá là cái gì đó nó khó khăn cả, tất cả nó rất là đơn giản, chỉ có điều là các bạn có muốn hay không thôi. Đó, tân trang vòng một rất đơn giản. Nếu các bạn có nhu cầu về tất cả những cái dịch vụ tiểu phẫu của chúng tôi như ca này chẳng hạn, là combo làm toàn bộ vùng một keo xa trễ cho nó hết chảy xệ này, thu đầu ti này và thu quầng ti này, thì các bạn có thể inbox trực tiếp tới thẩm mỹ viện Canisa, hoặc là bạn gọi trực tiếp cho số điện thoại của chúng tôi là 0889579955. Bạn cũng có thể truy cập vào đường link của trang web của chúng tôi là www.thẩmmyviencanisa.com. Đó, và khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được bác sĩ đặt lịch làm và các bạn sẽ lên lịch làm. Quá trình làm thì như tôi nói rồi, cũng chỉ nếu như thu đầu ti không thì chỉ mất 60 phút thôi. Còn nếu mà làm thêm cả combo treo xa trễ nữa thì các bạn sẽ cộng thêm dương xa trễ đã mất đến 60 phút bên, thì chúng ta sẽ mất bình quân khoảng 180 phút thì xong một ca này. Và như vậy thì khách hàng vẫn là bình thường tỉnh táo nhé, rất là tỉnh táo, không phải lo lắng gì cả. Và chỉ sau ngày hôm nay thôi là khách hàng sẽ rất là happy và tạm biệt được cái ngực chảy xệ suốt từ lúc mà cho con bú đến lúc mà cai sữa. Đó, cũng phải nhắc lại này, rất nhiều khách hàng đã nói với câu là em biết thế này thì em làm từ nấu rồi, em biết thế này em biết mà không đau như này làm từ nấu rồi. Vì thực sự mà nói là đưa tê vào thì nó không hề có cảm giác gì luôn. Đấy, các bạn thấy tôi đang làm đây. Đó, thì nhiều bạn này bảo là lại hỏi luôn là thế sau này nó hết tê nó có đau không, thì cũng phải nhắc lại là hết tê nó chỉ nhấm nhói đi thôi, nó không đau như các bạn tưởng tượng đâu. Đó, nó chỉ nhấm nhói đi thôi, hơn nữa thì nó cũng có thuốc giảm đau để nó hỗ trợ, nên là nó chỉ mất 1-2 ngày đầu thôi. 1-2 ngày đầu là các bạn cảm thấy nó nhấm nhói thôi. Đó, đây giữ đây, được rồi. Thì với cái dịch vụ treo xa trễ cấp độ 1, 2, 3, 4 thì các bạn muốn biết thực tế nó ở mình đang ở cấp độ mấy thì các bạn có thể là chat để đội ngũ tư vấn chúng tôi gửi cho các bạn cái hình ảnh mẫu chuẩn để các bạn soi đối chiếu, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp để khám. Bởi vì mỗi một cấp độ xa trễ thì nó có một cái mức độ giá khác nhau và kỹ thuật làm nó sẽ khác nhau. Nên là cái giá của từng cái cấp độ xa trễ nó được đo vẽ chính xác thì nó sẽ đưa ra cái mức theo tỷ lệ của từng cấp. Ví dụ như cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 thì nó có từng cấp như vậy. Thế còn với dịch vụ mà thu đầu ti như thế này, thu đầu ti, hạ thấp đầu ti thì nó sẽ tách riêng ra, có thể là bạn sẽ làm combo luôn thì bao giờ cái giá nó cũng thấp. Không thì bạn có thể là làm riêng cái phần thu đầu ti không thôi, nếu mà quầng ngực nó đẹp mà xa trễ nó không bị thì làm riêng cái đầu ti không thôi. Hoặc là có những người cái đầu ti nó khá đẹp rồi thì nhiều người không muốn làm cái đầu ti nữa và họ chỉ muốn thu quầng không thôi, thì lúc đó ta sẽ chia cho các dịch vụ nhỏ để ta làm, ví dụ thu quầng. Và có những người thì quầng họ cũng khá đẹp rồi, đầu ti họ cũng khá đẹp rồi, thì họ chỉ có treo xa trễ không thôi. Và đấy thì
tùy từng khách hàng, tùy từng hiện trạng của từng khách hàng thì các bạn sẽ được tư vấn nó chi tiết về giá. Muốn biết cụ thể thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp để đến đây để thăm khám xong rồi nó có một cái số đo tiêu chuẩn cụ thể, thì lúc đó thì các bạn sẽ thoải mái trong quá trình là tìm hiểu về giá hoặc là về cái cách thức làm. Thì với treo sa chế ở đây thì chúng tôi có rất nhiều phương pháp, bao gồm có cả treo sa chế đường quầng và treo sa chế tê ngược. Thì tùy nhé các bạn, tùy từng cấp độ, tùy từng cấp độ sa chế để có đưa ra giải pháp làm sao cho nó treo nó cao, nó đẹp và khách hàng hoàn toàn có thể là rất vui thích sau khi được làm xong với cái bộ ngực mới của mình đó. Các bạn thấy không ạ? Từ khi nãy giờ tôi làm, bây giờ khách hàng rất là thoải mái luôn đúng không ạ? Chưa không có kêu ca gì, rất là thoải mái, mà trong quá trình nói chuyện thì vẫn vui vẻ, các bạn thấy không ạ? Vẫn đang nói chuyện rất là vui vẻ. Đó. Nhắc lại là các bạn có nhu cầu về treo sa chễ, thu nhỏ đầu ti, thu quầng ti, hay các dịch vụ về tiểu phẫu như nâng mũi, cắt mí, độn cằm, là tân trang vùng kín, tiêm botox filler, tiêm thoi gọn hàm, hay là căng chỉ nâng cơ trẻ hóa da, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp tới phần thẩm mỹ viện Canisa, chúng tôi sẽ tư vấn và đáp ứng các dịch vụ, các yêu cầu của các bạn. Yên tâm một điều là bác sĩ ở đây rất là mát tay các bạn nhé, bác sĩ rất là mát tay nên các bạn hoàn toàn có thể là liền rất là nhanh các cái vết khâu, vết thương đó. Vâng, các bạn có nhu cầu thì cứ trực tiếp inbox gọi điện thoại, bất kể nội dung gì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Và bây giờ xin được tạm dừng video này ở đây.